tất cả các bạn đam mê máy bay mô hình. Tôi là Nguyễn Thế Việt Phương, hay mọi người gọi tên fake của tôi là Phương Nguyễn Thế. Còn một cái tên khác nữa, đó là Phương Mô Hình. Hiện nay tôi đang là giáo viên của khoa kỹ thuật công nghệ Cung Thiên Nhi Hà Nội, giảng dạy về môn máy bay mô hình, một lớp máy bay mô hình dạy duy nhất tại Việt Nam.